Thì đằng sau đây là cây Ngân Hạnh, có thể nói là lớn nhất trường. Và không khó để bắt gặp những cái kiến trúc mang phong cách rất là truyền thống, rất là Trung Hoa. Ngày hôm nay thì chúng mình đang có mặt tại trường Đại học Bắc Kinh, Bắc Kinh Đại học. Mọi người, mình là Nhung, hiện đang học thạc sĩ năm nhất tại trường Đại học Bắc Kinh. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan Đại học Bắc Kinh. Và ok, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Và đây là khung cảnh đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy được ngay sau khi bước chân vào cổng trường Đại học Bắc Kinh. Thì như mọi người có thể thấy là ở cái khu Tây này thì sẽ không khó để bắt gặp những cái kiến trúc mang phong cách rất là truyền thống, rất là Trung Hoa. Kiểu mình đi cảm nhận được có rất là nhiều tòa nhà đều được xây dựng theo phong cách này ấy. Khi mà đến Bắc Đại ấy, thì mọi người thường tham quan những cái gì ở trong trường ấy nhỉ? Sinh viên Bắc Đại thì có gói gọn những cái địa điểm, những cái danh lam thắng cảnh trong một câu nói là y thả hú thú. Thả có nghĩa là búa giá thả. Chính là cái tháp ở đằng sau mình. Khú là Quây Mín Khú, chính là cái hồ mà mình đang đứng ở đây. Còn chưa có tên. Quây Mín đúng rồi, là cái hồ chưa có tên. Còn thú thì chính là thú su quả, thư viện của trường. Cảm giác về chiều ở đây thì không gian không khí rất là trong lành và thoải mái. Vâng đúng rồi ạ. Thì sinh viên khi mà học hành căng thẳng quá thì có thể đi dạo xung quanh hồ, hoặc là khi mà dẫn bạn bè vào trong trường ấy, thì em cũng sẽ dẫn mọi người đến đây. Nhất định là sẽ dẫn đến đây. Kiểu gì cũng phải check in một tấm ảnh. Vâng, đúng rồi. Chỗ mình đang ở hiện tại là chính là thư viện ở Đại học Bắc Kinh. Bắc Kinh Đại học Thư viện. Vậy thì không biết là chị ơi, ở thư viện trường mình thì có mấy tầng nhỉ? Thư viện trường mình thì có khoảng 6-7 tầng gì đấy, tại vì chị cũng chưa lên tầng cao nhất. Vì thường là mọi người sẽ học ở tầng 1, 2, 3, 4. Thế thì không biết là thường thì chị có đến thư viện học bài không ạ? Và không biết là bên trường mình có cần phải đặt trước không? Tại vì như trường em nhá, là em sẽ thường phải đặt trước thì mới có chỗ. Còn không thì đến thì các bạn đã ngồi full hết chỗ rồi ấy. Hầu như là ngày nào chị cũng sẽ đến thư viện học và không phải đặt trước. Mọi người cứ đến tìm được chỗ thì ngồi, mà không tìm được chỗ thì có thể ngồi dưới đất hay gì đó. Đều được. Ngồi dưới đất học luôn ấy ạ? Có một thời gian là chị thích đứng ở cửa sổ ấy. Để máy tính ở cửa sổ đứng lên. Nhưng mà đứng học. Đứng học thì sẽ không bị mỏi chân. Mỏi chân nhưng mà sẽ không bị buồn ngủ. Mọi người có thể nhìn thấy cái tên của cái lầu này là Trưng Cửa Lầu. Nhưng mà sinh viên Bắc Đại thì sẽ không ai gọi cái tên đó hết, mà mọi người đều sẽ gọi một cái tên rất là thân thuộc, đó là Gia Yuan. Gia Yuan, ok. Thế bây giờ mình sẽ thử vào để xem là món ăn ở Bắc Đại như thế nào, người ta ăn gì để trở thành học bá nhá mọi người. Căn tin ở bên Gia Yuan thì bọn mình sẽ có tất cả 4 tầng và bây giờ bọn mình đang ở tầng 1. Theo như chị Nhung nói thì nó là cái tầng mà signature nhất ở bên Đại học Bắc Kinh, thì chúng ta hãy vào xem thử nhá. Bây giờ chúng ta đã đến với khu đồ ăn của căng tin này. Bình thường thì chị Nhung sẽ thích ăn món gì nhất ở căng tin? Ở đây thì chị thích ăn một cái món giống như là xôi. Gạo nếp nua mì. Nó có phải là phan thoáng không hay nó chả? Nua mì phan. Hứa nhiên nua mì phan. Hứa nhiên. Là nó là gạo nếp. Nó là xôi nhưng mà nó được bọc ở trong lá sen. Ok. Thế thì bình thường một suất ăn ở đây sẽ là bao nhiêu tiền? Bình thường một suất ăn ở đây nếu mà gọi để đầy đủ ấy thì sẽ là khoảng tầm 12-13 tệ thôi. Mà trong khi đó đây cũng là một trong những tòa mà kiểu giá nhỉnh hơn so với các căng tin khác rồi ý. Thế nên là kiểu khi mà ăn ở trong食堂của các trường thì luôn luôn có giá ưu đãi nha mọi người. Nếu mà muốn ăn ít cơm một chút thì mình có thể sang bên này chọn 1/2 và sau đó quẹt thẻ và sau đó cơm sẽ rơi xuống. Lôi cái này ra cho vào.
thì đây là một trong những tòa giảng đường ở Bắc Đại và nó có một cái tên gọi khá là thân thương là Ơ Chẹo. Vừa bước chân vào cửa chúng ta đã nhìn thấy có một khu các bạn học ra mình tự học rất là nhiều nơi. Ở Bắc Đại cứ chỉ cần có không gian là sẽ bố trí bàn ghế cho mọi người có thể ngồi tự học. Đối diện là San Chẹo, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn một chút. Ở dưới này cũng có một cái quán cà phê này. Quán cà phê này mở 24 giờ. Và hôm nay mình rất là may mắn đang được phỏng vấn một học bá của Bắc Đại. Em có thể giới thiệu qua một chút về bản thân được không? Dạ vâng. Xin chào mọi người. Mình tên là Nhung, hiện đang là thạc sĩ năm nhất Viện Giáo dục Hán ngữ Đối ngoại ở Đại học Bắc Kinh. Ok, lý do gì khiến em chọn là Bắc Đại nhỉ? Lý do là hồi năm 2 thì có một thầy đấy rất là quý em và thầy đấy có khuyên em là nếu mà học lên thạc sĩ thì có thể thi vào Bắc Đại, tại vì ngành này ở Bắc Đại là một cái ngành rất là có ưu thế. Và sau đó thì lên năm 3 là em bắt đầu có cái ý định đó. Và suốt hồi năm 3, năm 4, suốt trong vòng 2 năm này thì em chuẩn bị rất là nhiều. Và thế khi mà lựa chọn Bắc Đại thì em tự tin bao nhiêu phần trăm là mình sẽ đỗ? Mặc dù đã chuẩn bị 2 năm rồi nhưng mà đến cái lúc mà chuẩn bị phải nộp hồ sơ rồi thì em không có một chút tự tin nào. Vì lúc đó khá là bận, vì vừa phải viết luận văn tốt nghiệp ấy, vừa phải làm việc nữa, khá là bận. Em không có nhiều tự tin cho lắm. Nhưng mà sau khi nộp hồ sơ và sau khi phỏng vấn xong, sau khi mà thi viết xong thì cũng có một chút tự tin rồi. Vì cảm thấy là mình làm bài cũng khá là được. Và sau đó thì vài tháng sau thì em nhận được kết quả là thông báo đỗ. Có bất ngờ không? Rất là bất ngờ luôn ấy. Lúc mà nhìn thấy thì em gọi điện ngay cho bạn em và ăn mừng luôn. Vâng. Mổ bò ăn mừng, như mình là mình mổ bò ăn mừng luôn. Vâng, đúng rồi. Thế em nghĩ điều gì là điều quan trọng nhất khiến em có thể đỗ vào Bắc Đại? Em nghĩ điều quan trọng nhất là ở đại học em đã học cái ngành này rồi và em có một chút kiến thức nhất định về cái ngành này. Và sau đó thì nó cũng giúp ích rất nhiều cho em khi mà tham gia phỏng vấn. Vì phỏng vấn đầu vào thì thầy cô hỏi rất là nhiều câu hỏi liên quan đến kiến thức chuyên ngành. Em có thể chia sẻ đề thi vào trường như thế nào không? Cái này thì phải bảo mật. Vì khi thi thì mọi người phải ký một cái giấy bảo mật ấy ạ. Nhưng mà em có thể bật mí một chút. Đó là tất cả các câu hỏi phỏng vấn hoặc là câu hỏi thi viết thì đều nằm trong quyển tiếng Hán hiện đại và mọi người nên tìm quyển tiếng Hán hiện đại do Đại học Bắc Kinh xuất bản. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Điều ấn tượng nhất của em về Bắc Đại là gì? Điều ấn tượng nhất của em về Bắc Đại đó là cơ sở vật chất rất là hiện đại và rất là mọi ngóc ngách, mọi chi tiết thì đều được trường chăm chút rất là kỹ. Ví dụ như một lần em rất là ấn tượng là em đang ngồi trên sân trường thì thấy cô lao công đang lau cái thùng rác. Nghĩa là đến cái thùng rác cũng được trau chuốt một cách tỉ mỉ. Vâng. Ok. Sau khi đến Bắc Đại thì mình có thể cảm nhận được đây là một cái môi trường mang rất là đậm cái giá trị nhân văn luôn. Thế nên ở đây mọi người có thể nhìn thấy đây là gì chị nhỉ? Đây là bảo tàng của trường. Ngay trong trường có một viện bảo tàng đúng không mọi người ạ? Bảo tàng này thì sẽ giới thiệu triển lãm về quá trình thành lập trường này. Và cái tầng 1 sẽ là cái nơi mà triển lãm theo chủ đề. Ví dụ như họ muốn cái tháng đó, họ muốn tôn vinh một cái nhân vật lịch sử nào đó thì họ sẽ triển lãm những cái đồ vật liên quan đến nhân vật lịch sử đó. Ký túc xá của du học sinh thì sẽ không nằm ở trong trường mà sẽ nằm ở đối diện cổng Đông Nam của trường. Đây là cổng Đông Nam của trường và ký túc xá của du học sinh thì ở bên này. Đây là ký túc xá dành riêng cho lưu học sinh. Phòng cho du học sinh mà dạng học bổng thì sẽ là phòng đôi, có 2 giường và có một tủ khá là rộng rãi.
Dạ vâng, khá là rộng rãi. Còn nếu mà mình có điều kiện mình tự phí thì mình có thể ở phòng giống như dạng chung cư ấy. Có nghĩa là có hai phòng ngủ tách biệt với nhau và sẽ có chung một phòng khách này và chung một phòng chung nhà vệ sinh. Và có một cái nữa là nếu mà là sinh viên dạng học bổng ấy thì mình sẽ không có nhà vệ sinh hoặc là phòng bếp ở trong phòng, mà mình sẽ phải đi dùng chung. Một tầng thì sẽ có một nhà bếp chung này và một nhà vệ sinh và nhà tắm chung, khá là tiện lợi. Với lại là mỗi ngày thì sẽ có nhân viên dọn dẹp. Thế mỗi nên là... ngày luôn ấy ạ? Hay là mỗi một tuần? Mỗi ngày luôn. Thế nên là mặc dù là nhà vệ sinh chung, nhà tắm chung nhưng mà nó rất là sạch sẽ. Có một cái khu riêng ở dưới lòng đất. Cái khu đó này thì ngoài phòng gym ra này thì còn có sân cầu lông này và sân bowling, bể bơi nữa này. Rất là nhiều karaoke, mặt trượt, VR. Rất là nhiều, nó là một cái khu vui chơi cho cho du học sinh. Thế là mọi người có thể yên tâm là mình có thể vừa học tập và vừa có thể rèn luyện sức khỏe, vừa vui chơi. Và mọi người ơi, như vậy là Campus Tour đến với Đại học Bắc Kinh của chúng mình hôm nay là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình nhé. Và không biết là trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì chị Nhung có điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn không nhỉ? Hoan nghênh mọi người đến với Đại học Bắc Kinh. Mình sẽ ở Đại học Bắc Kinh đợi các bạn. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào. Bye bye. Bye bye.